mình cũng đang hướng dẫn cho một em là ở chỗ là gì nè, cái nhân sự trong ngành xây dựng nó không có ổn định, nó không ổn định nhân công á, không có ổn định, mà thậm chí là nó đi làm cái dự án rồi xong cái là bắt đầu nó qua bên project base mà cái chỗ nào cả cao là nó đi, tại vì nó không có ràng buộc bởi cái chính sách cho nên chính vì vậy mà cái doanh nghiệp nó rơi vào cái việc là gì, nó mới xây dựng những cái giải pháp để duy trì và phát triển những cái nhân sự nhân công phục vụ cho ngành xây dựng, tại vì khi cái thầu á họ nhận được cái thầu rồi thì làm có nghĩa là khi mà nhận một cái thầu khác thì gần như là cái nhân công nó